Vâng, Đồ Gỗ Tùng Cám xin kính chào quý khách nhé. Và hiện tại là 8 giờ của ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Và thì tôi trân trọng giới thiệu quý vị một bộ sản phẩm của anh Đức Hùng ở Phú Ninh, Phú Thọ. Và anh đã đặt chúng tôi là bao gồm một chiếc giường kích thước 2m8 2m, và chất liệu gỗ ve gừng, kèm theo một chiếc tủ 4 cánh 3 buồng cũng cùng chất liệu là gỗ ve gừng, và một chiếc bàn phấn và chiếc bàn trang điểm đấy. Và đây là của anh đơn anh Nguyễn Đức Hùng ở xã Phú Ninh, ở Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Và anh đang công tác ở tại nước ngoài, và bữa trước thì anh đã đặt tôi một bộ ghế tần thể hoàng bằng gỗ mita, và đã xong và hoàn thiện giao cho anh từ cuối năm ngoái rồi. Và hôm nay anh đã chuẩn bị là chắc là anh về cưới vợ này. Và nóng tiếp một bộ giường ngủ kèm theo tủ áo bàn phấn của một phòng ngủ đây, rất chi là đẹp quý vị nhé. Thì sau đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết quý vị xem một chiếc giường mẫu này, mẫu hoàng đế rất là dày dặn. Và đây quý vị nhìn này, rất là dày dặn quý vị nhé. Và những chiếc vai anh tôi làm dày tới 5 cm đấy. Và giường được chúng tôi đục vòm hoa lá tây, 4 chân là có chạm khoác hoa văn, và trên đầu có tiện một chút nhìn để cho nó rất là thành đá. Đây thì trên màn hình quý vị, đây là toàn bộ sản phẩm, lô sản phẩm của anh Nguyễn Đức Hùng ở Phú Ninh nhá. Còn thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ sản phẩm như của anh Nguyễn Đức Hùng Phú Ninh này thì sẽ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Cám nhé. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Cúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tôi sản xuất theo đơn đặt hàng của quý vị, cũng như kích thước và chất liệu gỗ và mẫu, các loại mẫu mới chúng tôi chuyên sản xuất các loại mẫu mới liên tục. Và thì trong video clip này quý vị nào yêu thích thì sẽ cho cơ sở Đồ Gỗ Tùng Cám xin một nút like và đăng ký kênh để cập nhật hàng ngày những sản phẩm mới mà chúng tôi cho ra đời. Và thì quý vị nào có sắp có nhu cầu và cũng như là đang có nhu cầu thì hãy truy cập vào website Đồ Gỗ Tùng Cám.com để hàng ngày được cập nhật những thông tin mới nhất và những sản phẩm mới nhất chúng tôi cho ra đời. Thì giữa buổi sáng ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn các quý vị đã theo dõi video clip của sáng ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Và chân thành cảm ơn quý vị.